nhưng chúng ta làm được rất nhiều điều ý nghĩa với cá nhân của các game thủ và với cả ý nghĩa cộng đồng, và thậm chí rằng là Microsoft mà quay trở lại thì đấy là điều cực kỳ tuyệt vời. Mình vẫn luôn kêu gọi anh em, mình hy vọng rằng Microsoft quay trở lại, sau này mình có gia đình, vợ con, công việc, kinh tế ổn định, ngồi nhà có nickname cố định luôn, ai cũng biết mình là bình luận viên Linda, không bị hàng fake hàng nhái nữa, mình sẽ được giao lưu với tất cả mọi người, nó rất sướng. Trình mình thuộc dạng là dưới top 2, tầm top 3, nhưng mà chơi với các bạn thoải mái. Bây giờ lên phát thì chưa biết gì, dùng cái nick BLV Linda vào phát lại bảo nó chửi cho hàng nhái những thứ, tím mặt rồi, nó rõ ràng là nick chuẩn. Bây giờ thì mình công việc đang chiếm khá nhiều thời gian, không còn cơ hội giao lưu nữa. Nhưng một ngày nào đó mình rảnh rỗi, mình sẽ tiếp tục cầm chuột và chơi. Chim sẻ cầm cho son, đầu một cầm Yamato, ở Hồng Anh cầm người cầm rôm, còn Van Lớp người cầm cho son. Và xét về mặt quân này, những thời điểm ban đầu thì chúng ta có ưu thế đến từ Zom, khi Zom là người có thể nâng cấp bánh xe, có thể là đi xiên phù với đội bạn được. Nhưng nói về cái chiến thuật cung A của Yamato, đấy cũng là một chiến thuật tốt. Thế châu phù dummy đến từ Cho Son và kết hợp với cung Yamato thì đấy là một cái loại chiến thuật khắc của chúng ta, khắc quân của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tận dụng được khả năng Zom thời điểm ban đầu, làm sao mà giết nhanh được một nhà, cố gắng đưa về trạng thái 2 vs 1. Vâng, xin cảm ơn Hoàng Hiếu tất tay cho idol gửi tặng 60 sao. Vâng, Bùi Kỳ gửi lời tờ chào, gửi lời chào tới người anh em hạt cát. Mình năm nay là 37 tuổi rồi bạn Hoàng Bảo Long ạ. À, 2019 thì có lẽ là cả tuổi ngũ mình sẽ là 38. Mình sẽ quay cả hai máy vào những thời điểm nào hợp lý nhất, anh em yên tâm. Làm sao mà chúng ta xem mà chúng ta nắm rõ được thế trận, hiểu được thế trận. Và đấy là cái nghệ thuật của người quay. Những thời điểm nào đó thì mình sẽ chuyển sang Hồng Anh, và có những thời điểm mình sẽ chuyển sang Văn Lan Lớp, làm sao cho các bạn nhìn thấy cái thế trận hợp lý nhất. Quay một máy thì các bạn cũng không để ý được cái thế trận đâu. Đây là zoom của game thủ Hồng Anh. Chúng ta phải nhìn được những thời điểm ban đầu của hai nhà có cái gì. Ôi, hiêu đầu 7 con, một voi rừng đẹp dành cho bài zoom. Thậm chí là hai rừng hai bên đều có. Còn đây là lớp cầm cho son. Vâng, hạt cát có quên đâu, vì hôm nay kèo đấu hot thì mình cũng tập trung bình luận là tương đối nhiều, rất mong anh em thông cảm thôi. Vâng, chính xác rồi, mình là sinh năm 1982 là tuổi tuất đấy ạ. Đó, nói theo ngôn ngữ chuẩn thì đó là tuổi chó là chính xác. Ví dụ như con heo, con lợn thì tuất với chó thì cũng là chính xác thôi. Đấy là ngôn ngữ của tiếng Việt rồi. Và không biết là có ai là cũng sinh năm tuổi tuất cùng với mình không đây? Và có ai sinh năm 1982 cùng với mình nữa hay không? Ờ, xin cảm ơn bạn An Ngọc Vung. Không biết là bạn biết có dấu như thế nào thì tạm thời mình cứ đọc như vậy. Bạn gửi tặng cho Văn Lớp 500 sao trong kèo đấu hot này. Và xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và xin chào Nam CT. À, những cái nickname này nói chung là đi vào lòng người rồi. Lần nào bình luận cũng gặp Nam CT. Ở Nam CT hôm nay là chia sẻ cho cái cào hot này bao nhiêu nhóm với Nam CT ơi. Ở hôm nay Nam CT có ủng hộ được 10, 20 nhóm cho cái cào hot này không đây? Bài cho son của chúng ta nhìn yêu voi về nhà cũng là rất là tươm. Vâng, xin chào Vi Trần. À, xin chào đồng niên Vi Trần. Ôi, anh Hải Nguyên hơn em một giáp ạ. Anh cũng là tuất đúng không ạ? Là anh em cùng tuất. Tuất này như là lấy vợ hơi muộn đây. Lấy vợ muộn thì nghe chừng có vẻ cuộc sống nó sẽ đỡ khổ hơn.
Và cũng nhiều người cũng là cùng tuổi, cũng là tuất với mình cả. Không biết anh em có cuộc sống có sướng hay không mà sao cái tuổi của em thấy khổ thế. Cái tuổi này là người ta đi xe hơi nhà lầu đấy, em vẫn còn đang ngồi cầm mic em đi bình luận. Đang chuyển sang máy ông anh. 25 dân là cái tư tưởng là sau này em sẽ đánh thế chắc nhà và chủ lực, hai rừng hai bên, thậm chí là BS này cũng kẹp cho cả vị trí bẫy vàng. Đức Còi cũng tất. Vâng, xin hân hạnh được làm quen với tất cả quý vị khán giả. Vâng, cùng năm tất với mình. Cái năm tất đúng là nhiều lúc đấy, em chỉ nói bản thân em thôi, đúng là nhiều lúc nó cũng khổ như chó thật. Cũng sinh một cái năm tất đi đêm về hôm lọ mọ toàn 3-4 giờ sáng về, xong sáng lại 7 giờ dậy, xong lại thức một lèo rồi ngày bình luận. Cảm giác cuộc đời nó khổ thật đấy. Chả bù cho mấy cái tuổi khác toàn đi xe mẹc với cả Mazda thôi. Nói chung là cái tuổi tuất thì cũng là nhiều người sướng, nhưng mà đa phần cái tuổi 82 là hơi vất vả. Đấy là cái cảm nhận là như thế. Ở đây là No 1, đây là thời điểm thời khắc quan trọng rồi. No 1 là người đánh thẳng cung A. Xẻ sẽ là người chọc chéo. Đấy là những cái bài cơ bản. Văn Lớp làm sao mà vẫn phải giữ tham được trong trận đấu này. Xẻ cũng chỉ là người cầm cho Son, cứ ra phù là ok. Vấn đề là chúng ta cần có thời gian đóng phù thật nhanh. Xẻ đang muốn gây rối về mặt thời gian, không cho Văn Lớp đóng phù. Đôi lúc chúng ta phải hí một hai dân để xong con phù, đè vài con phù ra phát là chúng ta có thể xong dân ra ruộng một cách thoải mái được. Rồi, có sự giúp sức đến từ sư tử. Vẩy e nào, vẩy e chiếc con giò nào. Xẻ đang chậm tay, xẻ mải điều giò nhưng bây giờ thì xẻ đã vụt chết giò rồi. Giò của xẻ vẫn đang sống. Và xin chào Đỗ Cương nha, vẫn đang tập trung bình luận nhưng mà thôi thì Đỗ Cương nói vậy thì xin chào Đỗ Cương. Đây là thời khắc quan trọng rồi, phải tập trung vào chuyên môn thôi. Văn Lớp cứ có phù giải phù ra, sóc chân vẽ ruộng cách thoải mái đi em. Mới là cung A một áo thôi. Vị trí cung A sẽ nở ra bên ngoài và những thời điểm ban đầu thì chúng ta có thể tận dụng những chém đi bóng A. Có những đơn vị cung A nhỏ lẻ không đáng kể nằm ở bên trong. Đánh công B và trâu chém đến từ Lớp. Cố gắng đi mặt A ở bên ngoài nó đi, ăn thêm vài tân cung đầu nữa để cho ông anh trong này thế chủ lực to khỏe hơn. Văn Lớp đang cố gắng tích phù và tụ chém. Ăn được thêm tầm 2 tân cung A nữa thì sẽ là một cái lợi thế cho chủ lực Hồng Anh. Không thấy xẻ đâu cả, không biết là xẻ có hiện tượng EW không đây. Cẩn thận xẻ EW nhá. Khi mà thế chủ lực của game thủ Hồng Anh thì rất có thể là xẻ sẽ người EW đấy. Hồng Anh phải đi kiểm soát dân xem xẻ có đi EW không. Cái thế chủ lực của Hồng Anh chỉ sợ mỗi cái thế EW thôi. Thằng chim sẻ vẫn đang trâu chém. Cái việc đâm y không thì Hồng Anh phải tự phán đoán và tự đi dò la gần xung quanh nhà mình. Nếu mà Lớp cẩn thận thì có thể dắt sẵn cho hộ 1-2 con phù sang nhà Hồng Anh ở thời điểm này cho nó chắc cốp. Có phù đến từ sẻ, sẻ là người đánh phù chứ không phải là y. Cứ đánh phù thì cũng là dễ đánh hơn. Chỉ sợ những thời điểm trước thì sẽ cắm đi thôi. Tự nhiên ập vào bất ngờ đâm vào nhà ông anh, chỉ bay nhà chủ lực của chúng ta thì đấy là rất thốn. Cũng làm thế châu phù và đánh châu chém đến từ sẻ. Nó có dân kìa. Vâng, dân bị sư tử cắn. Xin nhà vào sang nhà của thủ Văn Lớp hai con sọc đơn.
Sẻ sẽ là người công phù sang bài cho Son, và Sẻ đã di chuyển phù rồi, đấy là điều chắc chắn. Ai da, ai da, biết phù của Sẻ giấu ở đâu rồi. À, Hồng Anh rất chắc chắn và ra thêm với nhà P bên trong. Công lên đỉnh 12 giờ. Chốt đầu hai ruộng, chưa đủ gỗ. Có phù kìa, bắt lấp, nhà P em, vẫy đi. Con này phải chém liều rồi. Và Hồng Anh đang sang hỗ trợ. Bắt lấp sẽ phải giữ dân thật tốt và giữ tham thật tốt. Đối đầu với một cung an, chúng ta cần là rơi vào chế độ 2-1, chúng ta sẽ dễ đánh hơn. Thì cung an nó là khắc chế chém và như sọc đơn. Trừ khi đầu bài rôm và thịt đè người, phải bắt được vài tên cung an di chuyển hành trình, đưa vào bên đội bạn rơi vào thế là hết vàng, quản lý vàng bên ngoài. Chúng ta đánh lâu dài, chúng ta sử dụng tuyệt chiêu thịt đè người được. Hồng Anh phải làm được cái điều đó trong trận đấu này. Và bây giờ là thời điểm em phải bắt. Còn gọi lớp đi bắt đi. Đen, đen, đen nhà đi mà bắt nào. Đen BG đi. Đen đi mà, rồi nhảy vào mà vụt. 7 cộng 4 rồi, chơi được. Nhưng mà ban lớp sẽ bị đánh đổi, mất tương đối nhiều quân. Hồng Anh đang bắt 4L. Tớn này là tớn đánh đổi quân của game thủ ban lớp là chính thôi. Hồng Anh có mất nhưng số lượng sóng đơn và cũng như là chém của Hồng Anh vẫn đang là ưu. Hoàng Tham vẫn là 25 dành cho lớp. Vâng, tiếp tục bắt quân hành trình đi. Cần có những tên bắt quân hành trình tốt. Chúng ta cần phải bắt được 2-3 tên như thế này. Tôn này không biết là có bắt hay không đây. Cung A đang tụ lại là đang ở đông hơn và tạm thời giật lại đi một tôn. Nói chung là kinh nghiệm bắt Cung A thì chúng ta không nên bắt Cung A tại nhà của bên đội bạn. Đợi đội bạn di chuyển sang nhà mình trước, mình biết được cái vị trí và chúng ta sẽ dàn quân và quay bắt sẽ là tốt hơn. Đứng ở gần nhà bên đội bạn để bên đội bạn dễ tăng cường thêm những đơn vị Cung A bổ sung khi ở vị trí gần nhà. Họ sớm muộn sẽ phải công van lớp liên tục thôi. Cứ rình rình mà họ đẩy vào thì chúng ta lại bắt. Bắt tầm 2 tơn nữa thì Hồng Anh sẽ người có lợi thế hơn hẳn. Một tơn chưa ăn đua. Đấy, cái đam cung ma là cái đam khắc chế đối với chém và sọc đơn rồi. Đi được một vị trí BS. Khả năng trong vị trí 3 giờ là tỷ lệ có một bãi vàng. Sớm muộn nếu mà có những cái tơn đấu quân đến từ Hồng Anh và cũng như là nâu một thì họ. Ở bây giờ đang có một tơn đục này. Vào được đấy, vào được, vào được, vào. Liều mà vào đấy em ơi. Đang kẹt, đang kẹt, đang kẹt. Cay thật. Có điểm vào rồi mà nó bị kẹt thì phay luôn ruộng. Và bây giờ cơ hội của Hồng Anh. Đây là những cái đòn mà mình sợ ngay thời điểm ban đầu đây. Chính là đòn đâm mi, không sợ cái gì cả. Sẻ châu phù, châu chém thì không sợ. Sợ mỗi người châu y đầm rộn. Nhưng bây giờ thì Hồng Anh đã có phù. Chốt lại B để ngăn cản những tên y tiếp theo. Và phù tiếp tục sinh ra thì vẫn có thể thủ được. Quay trở lại với Van Lớp. Van Lớp không biết là vào sâu hay không đây. Rất may những thời điểm mà về sau thì Hồng Anh đã chơi chắc bài. Cắm luôn một nhà P và ra phù. Chơi phù là chuẩn rồi. Khi mà Hồng Anh đã mất lực cơ cấu thì bây giờ thì sẽ là cơ hội phản công với tự game thủ đâu một. Và Van Lớp không đỡ được thì phải giữ tham nhá. Không đỡ được giữ tham, đi tìm dân của Sẻ đi. Đẻ con ngựa giò ra em ơi. Đẻ con ngựa giò ra đi tìm dân Sẻ cho Sẻ fit hẳn đi. Sẻ vẫn đang ra 2 y đều. Đây là vị trí nhà y của Sẻ, lên đốt y luôn này. Kéo phù lên một công em ơi. Giải quyết nhanh gọn trước khi Cung A đến. Kéo phù lên một công luôn vào nhà y, đốt luôn nhà y đi. Chủ động đi em. Chúng ta nên đánh thế chủ động hơn là rơi vào thế bị động. Vác hết phù lên đây. Kiểm soát lên hai nhà y. Và dân của Sẻ khả năng rơi vào vị trí 9 giờ. Cũng chỉ quanh quẩn gần đây thôi.
trong 9 giờ là tỷ lệ đấy rất cao. Còn nhà phù bên trong em vẫn còn phù nữa, còn kéo thêm hai con phù nữa đi công. Mình phán đoán rằng là sẽ thì có dân ở trong 9 giờ. Tình hình Van Lớp thế nào? Và Công A đang di chuyển hành trình đứng giữa nhà Van Lớp và như Hồng Anh rồi, vị trí giữa bản đồ. Hồng Anh sẽ đốt xong hai cái nhà Y này xong, phát là sẽ quay sang và tụ tập và bắt luôn cái Công A, không cần quan tâm đến con Y lẻ nữa. Chúng ta có phù trong rồi, không cần quan tâm nữa. Bây giờ quan tâm là đấy chính là những cái đơn vị Công A thôi. Làm sao phải dàn quân tốt. Đây, Công A đến rồi. Vâng, vị trí Công A người ta đứng khó chịu quá. Đứng ở trên đồi. Cẩn thận em ơi, đứng ở trên đồi nhá. Kẹo đi. Cứ giật lại. Ngăn chặn không cho quân tiếp viện. Cho đứng đồi. Họ sẽ phải xuống đồi. Cho đứng đồi đi. Ngăn chặn quân tiếp viện đi đã. Khi nào họ xuống thì chúng ta lao vào băm. Bây giờ thì băm. Tên này là tên băm được rồi. Phù vẫy điều khiển khéo vào. Và tiếp tục thêm một tên chém nở nữa đến từ Hồng Anh. Đóng rất may là Công A bên đội bạn lại lao xuống dưới đồi. Cái tên đấy mà họ đứng trên đồi của chúng ta lao vào đấy là một tên thiêu. Và chúng ta đã bắt được một kích rồi. Cái lượng chém của chúng ta vẫn còn, nhưng bên đội bạn đang nâu một, đang bổ sung thêm một lượng Công A nữa. Vẫn là đang là 4L. Phù sẽ vẫy y. Tiếp tục bắt đi, Công A đấy khả năng không nhiều đâu, lao lên và bắt. Công A đấy, Công A tiếp viện không nhiều đâu. Một tên, hai tên của họ chỉ rơi tầm chục con thôi. Bây giờ thì Noble sẽ đánh chậm lại và họ đã mất quá nhiều Công A rồi. Thằng tham của cái thủ Van Lớp đã nở lên 3x. Kiểm soát vàng bên ngoài đi Lớp ơi. Lớp ơi, kiểm soát vàng bên ngoài đi. Họ mất khá nhiều Công A rồi, bắt buộc họ phải đào bãi vàng 2. Kiểm soát bãi vàng ngay thì đấy là một thế trận tốt dành cho chúng ta. Thời điểm này thì khả năng căng dành cho cái thủ Noble rồi đấy. Chưa chắc Noble đã có nhiều vàng đâu. Quản vàng chặt các bãi vàng vào. Khả năng cao vị trí 3 giờ chỉ có một bãi vàng thôi. Hồng Anh cứ việc ra dân và sóc dân, và khi nào mà chớm gỗ quân mà đi ra khỏi gái lại bắt tiếp. Triệt sản cho sẻ, cho chết hẳn đi. Đánh chậm lại và bắt nốt với con chém, hù nốt với con chém cho sẻ hết đồ chơi. Van Lớp bây giờ đã hồi lên cái tham là 4x rồi. Đánh cô lập họ bằng vàng chứ không phải là đánh cô lập họ bằng quân. Không cho họ ra ngoài ăn vàng. Kể cả trường hợp họ lên đời 4 họ cũng không có lực vàng để mà thi đấu. Mình nhìn không nhầm, mình như trong vị trí 3 giờ là bên họ có hai bãi vàng. Chính xác là hai bãi vàng rồi đấy, không phải một bãi đâu. Còn 3 giờ là có hai bãi vàng. Nếu mà họ lên 4 được thì họ vẫn có cơ hội sóc hot. Và một lượng hot vừa đủ có thể đi chiếm bản đồ và tiếp tục lấy vàng tiếp. Họ đang đánh chậm lại. Và chiến thuật bên họ đánh kiểu thủ, khi mà không công được nữa họ đánh thủ bật 4. Vẫn là đông cùng Nga. Lớp sẽ giữ tham. Khi nào họ đi ra hẳn thì gọi Hồng Anh đến lại quây bắt tiếp. Tham lai là 6x đến từ Hồng Anh. Họ mất là tương đối nhiều quân rồi. Nếu mà trường hợp xấu là từng đấy Công A thì họ lên đời 4 xong thì họ vẫn không có vàng sóc hót đâu. Họ ép hết quân ra rồi, họ không có thể bật 4 được. Cơ hội bật 4 của họ là rất thấp. Nhìn số lượng Công A như này là họ ép hết toàn bộ số lượng vàng, hai bãi vàng. Một bãi vàng là tầm 3.000 vàng. Hai bãi là 6.000. Và bây giờ sẽ là một tên quan trọng. Hồng Anh và Van Lớp sẽ thiêu quân. Cứ thiêu thoải mái đi, họ không có vàng đâu. Cứ thiêu thoải mái đi, đổi quân được. Chết chúng ta lại đẻ. Còn họ chết thì họ sẽ càng ngày càng cạn kiệt về vàng. Chém nó rất chì.
172 máu, nó rất trì, nó rất khắc bọt. Thời điểm này có khi xe đang người đi ăn vàng hộ đấy. Đừng để sót vị trí bãi vàng nào cả là win. Thời điểm này họ không còn cơ hội bật 4 nữa rồi. Họ chỉ bắt trông ra đứng thủ thôi. Họ lên 4 được thì họ không còn vàng để nâng cấp công nghệ cũng như sóc hot. Tất cả số lượng vàng hai bãi vàng họ đẻ sạch cung Nga. Đấy là điều chắc chắn. Họ đánh thủ thôi, cứ bình tĩnh. Đi chém xong chạy ra ngoài. Mình đừng chơi đi, mình dạo chơi đi một tí cũng được, không có gì phải vội. Thời điểm này họ mới là người sốt ruột chứ không phải là chúng ta. Chúng ta cứ sóc dân và sóc quân đều hề đi ăn vàng thật nhiều vào. Hồng Anh thì chuyển sang sóc đơn đi luôn cũng được em ạ. Em thích em đánh cả sóc đơn cũng được, tùy em. Vì thời điểm này quân họ không còn yêu nữa, họ không dám tự tin đi ra ngoài một mình nữa đâu. Kiểm soát chặt các vị trí bãi vàng, không để cho họ ăn thêm bãi vàng thứ ba là ok. Đó, chưa có những turn soi timeline đến từ hai game thủ. No 1 là người không thể ăn vàng được và họ sẽ nhờ sẻ ăn vàng và kiểm soát chặt các bãi vàng vị trí nhà sẻ là xong. Chắc chắn sẻ là người đi ăn vàng hộ để cho cung Nga của No 1 tiếp tục nở. Đốt luôn các vị trí nhà BS đi. Quản chặt các bãi vàng của nhà sẻ là ok rồi đấy. Họ còn lâu họ mới di chuyển cung Nga. Họ cần những turn bơm vàng đến từ sẻ để họ có thể được tụ cung Nga đông hơn. Đang bây giờ thì họ mới bắt đầu chớm mới đi thôi. Họ gọi luôn này. Hồng Anh đến, họ chuẩn bị quay bắt. 2 vs 1. Đừng lấp ơi, đừng vào. Một mình em đừng vào. Đợi Hồng Anh đến. Kệ nó đi, chạy đi em ơi. Chạy đi. Đợi Hồng Anh đến. Đây rồi, Hồng Anh đến rồi, vào đi em ơi. Vào đi, vào đi, quýt đi, quýt đi. Không nào. Quýt chưa? Quýt chưa? Còn vàng thi đấu không? Tầm này xẻ cũng đang bị kiểm soát vàng rồi. Quýt không? Quýt không? Quýt không? Làm gì còn vàng mà thi đấu nữa? Hai bãi vàng, 6.000 vàng đẻ sạch rồi. Xẻ vẫn đang tiếp tục đang chảy gối đi bơm vàng hộ. Không còn cửa cho đội bạn nữa đâu. Kiểm soát vàng như thế này bên đội bạn không còn cửa sống nữa. Vâng, xe vẫn đang tiếp tục vàng, đang tập trung vào đi ăn vàng. Bây giờ nói chung là ăn cái bãi vàng đấy bơm lom rom cung Nga, bơm lom rom lắm. Chúng ta còn có sắc đơn của Hồng Anh. Đó, đối bạn vẫn đang đánh chảy cối. Vẫn đang chảy cối đến từ bên đối bạn thôi. Tầm này thì xẻ để bơm thỉnh thoảng bơm cho 1-200 vàng chứ làm gì bơm được nhiều. Chỉ bơm từng 1-200 vàng và 1-200 vàng thỉnh thoảng đẻ được 5-10 con thôi. Đấy là những tơn đào vàng trộm đến từ xẻ. Đánh càng lâu chúng ta cửa thắng càng cao. Một thế trận mà cung Nga họ bật 4 thì họ sẽ là người thế yêu. Một thế trận này họ không còn vàng để mà bật 4 nữa rồi. Và bây giờ thì ngay cả bản thân Văn Lớp cũng đang ngạo mạn một mình xông vào nhưng không cần là Hồng Anh. Một mình Văn Lớp là No 1 đã thấy rất dẹo rồi. Thì bây giờ thì Hồng Anh lao vào, người ta đánh cố thôi, không còn vàng đâu, đọc vị rồi. Wow, xẻ bây giờ thì bơm thêm 100 vàng nữa đi cho No 1 đi, No 1 để đẻ thêm tầm 5 con cung Nga. Cứ kiểu như thế thôi, không bơm được kiểu 1000 vàng, 500 vàng đâu. Trừ khi trong trận đấu này có một vị trí nào đốm đen bé tí trên bản đồ mà xẻ là người cốt được một cái bãi vàng. Xẻ là muốn ôm vàng để bơm hộ này. Bơm hộ trần lực, bơm ăn được hai cái chỗ đống này thì được bao nhiêu đâu xẻ ơi. Thời điểm này có No 1 có đẻ tầm 40 con cung Nga nữa cũng chẳng. Hồng Anh là một cái đơn vị còn tham lai hơn 1 lít. Là một đơn vị không cần vàng thi đấu cũng được, đẻ sắc đơn cũng là xong. Người ta vẫn đang tích ruộng ở khu vực căn cứ 3 giờ, ruộng quá đẹp đề huề. Nhưng mà vàng lại không có. Người ta nhìn mặt quân như thế này thì người ta phải hiểu rằng là họ đang rơi vào thế siêu khó rồi, thế bị củ hành. Đánh ở trên mạng là chỉ việc dàn quân ra không cho đi ra ngoài.
và họ sẽ có những turn phản công cuối cùng khi lượng vàng của họ vắt không còn một đồng nào nữa. Họ sẽ phải tập trung tất cả những cái gì để họ sẽ đi công một turn. Không còn vàng đâu, cứ yên tâm mà đánh thôi. Thế trận này là thế trận là hai game thủ của chúng ta cứ đứng cô lập. Họ bắt buộc phải tự đi ra ngoài. Đánh trâu sọc đơn ra. Nở tham lên 200 mà không ai ngăn cản Hồng Anh làm cái điều đấy cả. Đồng sẻ vẫn đang đi cuốc vàng rất nhiệt tình. Ăn được hai cái chỗ này nữa thì giỏi lắm, thì đẻ được tầm 20 con cung Nga. Đó là kịch pin. Mỗi một cục vàng thì có tầm 300, hai cục với tầm 600 mà ăn được vơi đi rồi, giỏi lắm là tầm 400 được hai con cung Nga nữa. Nào chơi, bắt. Bắt đi, rồi xô vào bắt đi em ơi. Chơi, nhanh. Ôi, xô vào luôn đi, phải tươi không. Thôi, thế lại giật lại. Họ đã đi vào trong đấy thì mình lại giật lại. Chớm đi ra ngoài bắt. Quẩy, đúng rồi. Đấy ai đấy anh em ơi. Đây, sắp rửa có quẩy đá rồi. Ném vỡ đầu rồi. Bên đội bạn đánh cố gắng quá. Cố làm cái gì? Một trận đấu này bên đội bạn không thể thắng được, đừng cố nữa. Tiếc ruộng đẹp trong vị trí 3 giờ. Tầm này căng hai tiếc ruộng có làm ý nghĩa gì đâu. Đẻ cung tê phập phập. Đẩy tham limit lên 200 đi, đẻ gấp tham luôn đi Hồng Anh ơi. Giật ra đi, đẻ gấp tham 200 cho anh. Hai người đẻ gấp tham 200 đi. Đẻ 200 con sọc đơn ra cho nó hoành tráng. 200 con quẩy ra thi đấu. Họ hết cửa rồi, họ không thể thắng được trong trận đấu này. Nhưng con Y tàn. Thời điểm này Y là xúc luôn. Có phù rồi, thoải mái. Tầm 5 con phù và thế nhà cứng. Chứ phải e bo bế là sẻ cũng không thể vào được. Thiêu luôn đi. Thích thì thiêu luôn cũng được. Thiêu thì chúng ta sẽ phải đánh đổi tầm 20 con sọc đơn. Mấy con Y này giáp 4 nên là nó đâm thì sẽ khá thốn. Gọi là tân đánh đổi thôi. Tầm này bên đội bạn nơ 1 mà đi qua được nhà của Văn Lớp là khó cơ. Chứ đừng nói. Nó đẩy cung ai nhá. Hồng Anh ơi, chuẩn bị tung cung sọc đơn là sang bắt tân cung A này. Ném vỡ đầu. Cứ sọc quẩy ra, thịt đè người. Thịt đè người. Được solo với Văn Lớp không có cửa nữa chứ nói gì là sọc đơn với tù Hồng Anh. Tôi nghe em giữ sức. Trận đấu anh không thể thua được. Không thể thua được trận đấu này. Bây giờ nói chung các bạn là vào đánh thay Hồng Anh và Văn Lớp của bạn chỉ việc ngồi nhà, đứng ở nhà sóc 200 quân. Các bạn không cần thi đấu vì các bạn cũng tự quyết. Không cần đi công bên đội bạn tự quyết cơ. Đẻ 200 con quẩy với 200 con sóng đơn. Thịt gỗ cứ thế nó tăng thôi, chỉ đẻ quân thôi là xong. Đối bên đội bạn không còn cửa từ lâu rồi. Nhưng chẳng qua bên đội bạn chưa cảm nhận được ra cái điều đấy. Đấy tự quyết thôi. Tỷ số là 3-0. Khi mà phát hiện ra quá nhiều cung Nga thì mình tính được cái lượng đó nó tầm 2 bãi vàng. Họ hết vàng bên trong, kiểm soát vàng bên ngoài, thắng rất là đơn giản, không hề khó khăn. Quan trọng những thời điểm ban đầu Hồng Anh và Văn Lớp làm quá tốt. Có những turn quay bắt những thời điểm cung Nga để cho đội bạn không có những turn tụ được tầm 2-3 kích. Có một turn lợi thế đến từ No 1 đứng ở trên dốc thì No 1 vội vã quá lại phi xuống dưới dốc. Thế là vừa miếng cho Hồng Anh. Quay bắt luôn turn cung thứ hai. Tỷ số là 3-0 trong trận đấu thứ hai và chúng ta đã hòa 1 đều rồi anh em ơi. Và anh em có thấy hay không ạ? Thấy hay anh em có thể ủng hộ các game thủ và chúng ta chia sẻ mạnh mẽ cho fanpage của game thủ Văn Lớp. Và trận đấu thứ hai chúng ta đang có một phong độ và thi đấu rất chuẩn. Thi đấu như thế thì ai cũng yêu cả.